Xin chào tất cả các bạn, chúng mình đến từ ISB Academic Team. Nghe nói chỉ còn một tuần nữa là đến final của môn Corporate Finance rồi phải không các bạn? Hãy để AK giải mã những bí ẩn, đưa bạn đến với kho báu điểm 10 CF trên chiến hạm Tutoring Sessions này nhé. Bên cạnh đó, chúng mình còn khuyến mãi thêm một chiếc handout bé bé xinh xinh cho các thủy thủ đoàn ISB nè. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với chap 28, Credit and Inventory Management. Để bắt đầu, chúng ta cùng nhau giải bài 1 trang 876 nhé. Đề cho chúng ta sẽ cần order 400 units với unit price bằng $115 trên 1 unit. Và term của đơn hàng này là 1/10 net 30. Câu A hỏi chúng ta bao lâu thì account overdue và yêu cầu chúng ta tính số tiền phải trả với full period. Đề bài cho chúng ta term là 1/10 net 30. Cách viết này được diễn giải như sau. Chúng ta sẽ nhận được 1% discount nếu trả trong vòng 10 ngày hoặc trả toàn bộ trong vòng 30 ngày. Cũng có nghĩa chúng ta sẽ có 30 ngày trước khi account overdue. Chúng ta sẽ ra full period, tức là ta sẽ không nhận discounts. Vậy thì remittance sẽ bằng 400 units nhân cho giá tiền của 1 unit là $115. Kết quả bằng $46,000. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu B. Để hỏi chúng ta được offer discount bao nhiêu và chúng ta phải trả trong bao lâu để có được discount. Vậy chúng ta phải remit hay trả bao nhiêu nếu chúng ta nhận discounts? Để trả lời hai câu hỏi đầu tiên, nhắc lại đề bài cho chúng ta, term là 1/10, net 30. 1/10 cho chúng ta biết thông tin rằng chúng ta sẽ nhận được 1% discount nếu trả trong vòng 10 ngày. Vậy thì số tiền chúng ta phải trả, remittance, sẽ bằng 1-1% được discount nhân cho tổng giá trị đơn hàng là 400 unit nhân cho giá tiền 1 unit là $115. Kết quả bằng $45,540. Cuối cùng câu C đề hỏi rằng nếu chúng ta không nhận discount thì implicit interest của chúng ta là bao nhiêu và chúng ta nhận bao nhiêu days credit. Implicit interest mà chúng ta phải trả bằng sự khác biệt giữa số tiền chúng ta phải trả full period và số tiền mà chúng ta trả nếu nhận discount. Kết quả bằng $460. Và days credit sẽ bằng sự khác biệt giữa credit period và discount period bằng 30 trừ đi 10 bằng 20 ngày. Chúng ta cùng đến tới bài 3 trang 876 nhé. Câu A yêu cầu chúng ta tìm average collection period ACP theo đề. Chúng ta biết credit terms của công ty là 1/15, net 30 và 70% khách hàng của nó sẽ nhận discount hay sẽ trả hạn trong vòng 15 ngày. Tuy suy ra sẽ có 30% khách hàng đến ngày hạn cuối cùng là 30 ngày sẽ trả. Vậy thì ACP của công ty sẽ bằng 70% nhân cho 15 ngày cộng với 30% nhân cho 30 ngày. Kết quả sẽ là 19,5 ngày. Câu B đề hỏi chúng ta account receivable trung bình trong balance sheet. Account receivable sẽ bằng average daily sales nhân cho ACP. Chúng ta cần daily sales, nhưng để cho chúng ta monthly sales là 1.300 unit với giá $1,550 mỗi unit. Chúng ta tìm được daily sales bằng cách nhân monthly sales 1.300 unit nhân $1,550 mỗi unit trong 12 tháng, chia cho 365 ngày trong năm và nhân cho ACP ở câu A bằng 19,5 ngày. Và kết quả ta được account receivable bằng 1,291,808.219 đô. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một chủ đề khác ở câu 5, trang 876 nhé. Câu 5, để yêu cầu chúng ta tính Effective Annual Interest Rate, EAR, nếu khách hàng không nhận discount với term 1/10, net 30 của công ty,
Giả sử khách hàng này đã order công ty một đơn hàng giá 1.000 đô. Với chính sách được discount, khách hàng có thể chỉ cần trả 990 đô trong vòng 10 ngày hoặc đợi thêm 20 ngày để trả hoàn toàn 1.000 đô. Chúng ta nhận thấy rằng bài toán này có thể quy về bài toán vay mượn đơn giản như sau. Khách hàng đã mượn 990 đô với period là 20 ngày và interest là 10 đô. Vậy thì interest rate sẽ bằng 10 trên 990 đô. Hãy phân tích ra để nhìn rõ hơn thì cuối cùng ta sẽ thấy interest rate bằng 0.01 trên 0.99 hay 0.0101. Period 20 ngày này cũng chính là days credit. Cuối cùng, chúng ta có công thức của EAR bằng 1 cộng interest rate, tất cả mũ number of period in one year trừ cho 1. Thế số vào, ta nhận ra một period là 20 ngày, vậy thì một năm 365 ngày sẽ có number of period là 365 chia cho 20. Cuối cùng, ta được kết quả là 0.2013 hay 20.13%. Các câu A, B, C sẽ yêu cầu chúng ta khảo sát sự thay đổi của EAR nếu thay đổi một trong các yếu tố của term. Ở câu A, chúng ta sẽ thay đổi discount tăng lên 2%. Vì discount tăng lên 2% nên interest rate sẽ thay đổi. Interest rate lúc này sẽ bằng 0.02 chia cho 0.98 bằng 0.0204. EAR sẽ bằng 1.0204 mũ 365 chia cho 20 trừ 1 và bằng 0.4459 hay 44.59%. Vậy, nếu tăng discount rate thì EAR cũng sẽ tăng. Ở câu B, chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi một chi tiết, đó là credit period tăng từ 30 ngày lên 60 ngày. Chúng ta tính xem EAR sẽ thay đổi như thế nào nhé. Vì credit period đã thay đổi, dẫn đến days credit cũng sẽ thay đổi từ 20 ngày lên 60 trừ 10 bằng 50 ngày. Vậy thì EAR sẽ bằng 1.0101 mũ 365 chia cho 50 trừ cho 1 bằng 0.0761 hay 7.61%. Chúng ta nhận thấy là nếu credit period tăng thì EAR sẽ giảm. Ở câu C, chúng ta sẽ thay đổi một yếu tố khác của term, đó là discount period, tăng từ 10 ngày lên 15 ngày. Vậy thì EAR sẽ thay đổi ra sao? Vì discount period thay đổi nên days credit cũng sẽ thay đổi, từ 20 giảm xuống 30 trừ cho 15 bằng 15 ngày. EAR trong trường hợp này sẽ có mũ là 365 trên 15 và kết quả sẽ bằng 0.2771 hay 27.71%. Vậy thì nếu chúng ta tăng discount period thì EAR cũng sẽ tăng. Các bạn đã mệt chưa nào? Chúng ta cùng đi tìm kho báu cuối cùng của chương hôm nay với bài 11 trang 877 nhé. Để cho chúng ta một công ty sử dụng 1.860 switches per week. Carrying cost là 6.25 đô per unit. Fixed order cost là 730 đô. Và để yêu cầu ta đánh giá chính sách inventory của công ty có optimal hay không. Đối với những bài chính sách inventory của công ty, chúng ta sẽ tìm carrying cost, order cost của nó và so sánh hai cái. Carrying cost theo công thức là bằng average inventory nhân cho carrying cost per unit, tức là bằng 1.860 chia 2 nhân cho 6.25 đô và bằng 5.812.5 đô. Order cost bằng fixed order cost nhân cho number of order. Một năm chúng ta sẽ có 52 tuần nên order cost trong một năm sẽ bằng 730 đô nhân cho 52 và bằng 37.960 đô. Chúng ta tính Economic Order Quantity EOQ của công ty này xem nào. Chúng ta sẽ có công thức tính EOQ bằng 2 lần Total Units Used Per Year
T. Nhân cho fixed order cost. F. Chia cho carrying cost. CC. Tất cả mũ 1/2. Thế số vào. Lưu ý vì T tính theo per year, nhưng 1860 unit là per week, nên ta nhân thêm số tuần trong một năm là 52 tuần. Và được kết quả là 4753.29 units. Chính sách inventory của công ty vẫn chưa optimal vì carrying cost không bằng order cost. Và đến đây cũng là bài tập cuối cùng của video này rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tụi mình hướng dẫn. Tips cho các bạn đây, để sống sót qua final thì các bạn hãy nhớ like và subscribe page ISB Academic Team để xem thêm bài giảng nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Aka xin tạm biệt. See ya!